Để một bát nước vào tủ lạnh không chỉ giúp bạn tiết kiệm điện đáng kể mà còn có tác dụng tuyệt vời trong bảo quản thực phẩm tươi ngon lâu hơn. Mỗi mùa hè đến là tiền điện nhà bạn lại tăng chóng mặt. Không chỉ các đồ gia dụng bình thường đều hoạt động mà bạn còn dùng thêm điều hòa, quạt, máy làm mát. Đến tủ lạnh cũng tăng công suất, khiến hóa đơn tiền điện cứ cao chót vót. Có một mẹo cực kỳ đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được, đó là để một bát nước vào tủ lạnh. Hãy tham khảo hướng dẫn này xem điều tuyệt vời gì sẽ xảy ra. Cách làm: trước khi đi ngủ vào ban đêm, lấy một bát hạt khai nước đặt trong ngăn đá tủ lạnh. Lưu ý rằng thời gian là rất quan trọng, phải là vào ban đêm. Sáng sau khi ngủ dậy, lấy bát nước đã đông lạnh ở ngăn đá đó lên để ở ngăn mát. Lặp lại cách này hàng ngày. Lợi ích: khi bạn hiểu được nguyên lý làm mát của tủ lạnh, bạn sẽ hiểu rõ ưu điểm của cách làm này. Vào ban đêm, tủ lạnh không sử dụng, để bát nước hoặc khay nước vào ngăn đá thì khả năng làm lạnh sẽ nhanh và không tiêu hao điện năng lớn như ban ngày. Khi để khay hoặc bát nước đông đá trên ngăn mát, chúng sẽ tự rã đông dần cho đến khi tan hết. Từ đó cung cấp khí mát mà không cần phải dùng đến điện để làm mát ngăn bảo quản này. Vì vậy, tủ lạnh sẽ không phải tiêu hao quá nhiều điện năng. Ngoài ra, trong quá trình rã đông trong ngăn mát, bát nước này đã cung cấp nước tươi cho thực phẩm, khiến rau quả không bị héo nhanh, đỡ bị mất nước, duy trì được độ tươi ngon, kéo dài thời gian bảo quản, đạt được mục đích cao nhất là làm tươi thực phẩm trong thời gian dài hơn. Lưu ý cách sử dụng tủ lạnh. 1. Không nên để tủ lạnh quá rỗng hay quá đầy thực phẩm. Khi để quá ít thực phẩm trong tủ lạnh vẫn chạy đều, gây ra hao phí điện. Nhưng nếu để quá nhiều đồ lại khiến cho hơi lạnh trong tủ tỏa ra không đều, tạo ra gánh nặng trong quá trình vận hành của tủ, gây tổn thương và làm giảm độ bền của máy. Cách tốt nhất để giữ tủ lạnh chạy ổn định, tiết kiệm điện là tủ chứa khoảng 70-80%. Giữa các phần thực phẩm nên để có khoảng cách để chúng tiếp nhận hơi lạnh của tủ. 2. Hạn chế số lần mở cửa tủ lạnh nếu không cần thiết. Khi nhiệt độ trong tủ lạnh chạy tới một mức độ ổn định là máy sẽ chạy trong trạng thái tĩnh và không tiêu hao điện năng quá nhiều. Nếu chúng ta liên tục mở cánh cửa tủ lạnh sẽ làm cho hơi lạnh thất thoát ra ngoài. Mỗi lần như vậy, máy lại tiếp tục chạy để bù đắp nhiệt độ, gây ra hao phí điện năng nhiều hơn. Kinh nghiệm cho bạn là hãy nghĩ trước khi mở tủ lạnh xem mình cần những đồ dùng gì, sau đó mở tủ ra, lấy nhanh toàn bộ đồ trong một lần và đóng cửa tủ lại. Điều này nên tạo thành thói quen cho mọi người trong gia đình để hiểu nguyên tắc tiết kiệm điện. 3. Phải làm mát thức ăn nóng trước khi cho vào tủ lạnh. Tất cả thực phẩm đang còn nóng, nếu muốn cho vào tủ lạnh thì nhất định phải để nguội hoặc làm mát đến nhiệt độ bình thường rồi mới được cho vào tủ lạnh. Nguyên tắc là nếu cho đồ nóng vào tủ lạnh, máy lạnh sẽ phải tăng năng suất để cung cấp hơi mát cho thực phẩm, khiến điện năng tiêu hao nhiều hơn. Bên cạnh đó, hơi nóng có trong thực phẩm khi tỏa ra ngoài sẽ tạo nên sương mù bám vào thành tủ, sẽ gây ám mùi và khó vệ sinh. 4. Tránh xa nguồn nhiệt hoặc ánh sáng mặt trời. Tủ lạnh nên được đặt cách xa vị trí các nguồn sinh nhiệt, tránh ánh nắng trực tiếp, bởi nhiệt độ tăng sẽ làm tiêu thụ điện năng nhiều hơn. Hai bên và mặt sau của tủ lạnh nên được có một khoảng trống, không đặt sát vào tường sẽ ảnh hưởng đến việc tản nhiệt. 5. Nên vệ sinh kết băng thành tủ kịp thời. Tủ lạnh sau một thời gian dài sử dụng sẽ bị đóng xương xung quanh thành tủ. Nếu không vệ sinh sạch phần tiết phủ này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm mát, làm tổn hao điện hơn. Thông thường, khi độ dày phủ băng khoảng 5mm là cần thiết phải vệ sinh tủ kịp thời. Có một cách đơn giản là nếu nhiệt độ trong nhà tương đối cao thì có thể mở cánh cửa tủ lạnh trực tiếp sau khi rút điện. Nhiệt độ bên trong, nhiệt độ tủ lạnh và nhiệt độ phòng cân bằng thì băng trong thành tủ sẽ tự tan chảy một cách tự nhiên, không mất thời gian bạn phải vệ sinh vất vả. Hoặc bạn cũng có thể rút điện tủ lạnh, mở cánh cửa tủ lạnh, bật quạt thổi vào tủ cho đến khi tan băng. Vừa tiết kiệm thời gian lại có thể làm sạch tủ hiệu quả.
Có một mẹo nhỏ là ở những vùng tủ dễ đóng băng, bạn có thể bôi một lớp mỏng dầu thực vật vào thành tủ để cản trở sự đông đá bám vào đó. Lần sau vệ sinh sẽ dễ dàng hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Làm vệ sinh cho tủ lạnh, nhất định phải biết điều này, nếu không là bạn đang tự hại cả gia đình. Sau một thời gian sử dụng, nếu bạn không biết cách chăm sóc bảo dưỡng tủ lạnh thường xuyên, thì tủ lạnh sẽ bị ám các mùi khó chịu do thực phẩm gây ra. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới thực phẩm được bảo quản bên trong. Nhưng khi vệ sinh tủ lạnh mà không đúng cách, cũng làm ảnh hưởng tới sức khỏe cả gia đình. Các bạn nhớ chú ý. Đừng bao giờ dùng nước nóng. Sử dụng nước nóng để làm sạch tủ lạnh là sai lầm bạn nên tránh. Bạn nghĩ nước nóng sẽ giúp tủ sạch, sáng bóng hơn. Ngược lại, cách làm này sẽ khiến tủ dễ bị nứt vỡ, các ngăn kệ bị biến dạng, tủ lạnh sẽ không mới, dễ bị bong tróc bên trong và ảnh hưởng đến khí lạnh của tủ lạnh. Bạn nên chùi rửa ngăn kéo, kệ đựng bằng tay, không đặt trong máy rửa chén, dùng xà phòng và múc xốp để tạo bột, vệ sinh nhẹ nhàng. Tuyệt đối không sử dụng nước nóng để tránh sự thay đổi nhiệt đột ngột làm nước bề mặt. Không được dùng chất tẩy rửa mạnh. Sử dụng chất tẩy rửa mạnh như thuốc tẩy, hóa chất, xăng, dầu, v.v. hai bàn chải để vệ sinh tủ có thể dễ làm phai, xước màu sơn tủ lạnh và khiến nhiều khí độc tràn vào tủ. Nhiều người suy nghĩ dùng chất tẩy mạnh giúp đánh bật vết bẩn nhanh hơn, sạch lâu. Tuy nhiên, đây là một cách nghĩ hoàn toàn sai lầm khi bạn vệ sinh tủ lạnh bằng các chất độc hại. Thực phẩm như rau, củ, thịt sẽ bị nhiễm khuẩn. Những chất này còn sót lại trong tủ lạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Bạn nên lau chùi bên trong tủ lạnh bằng múc xốp. Nếu không muốn dùng xà phòng hoặc ghét mùi của các chất tẩy rửa hóa học, bạn có thể chọn giải pháp tự nhiên. Các bước vệ sinh tủ lạnh đúng cách, an toàn. Bước 1. Bỏ tất cả các kệ đựng, các khay trong tủ lạnh, tủ làm đá ra bên ngoài. Sau đó dùng miếng giấy sạch giặt ẩm rồi đem lau. Cọ rửa sạch sẽ, các khay nhựa vừa bỏ ra ngoài rồi phơi ra nơi thoáng mát. Tránh phơi trực tiếp ra nắng sẽ gây giòn, vỡ hạt nước khay. Bước 2. Dùng giấy khô lau sạch sẽ bên trong tủ lạnh. Chú ý các phần bên dưới tủ lạnh thường bẩn hơn các vị trí khác. Vì thế bạn cần lưu ý lau kỹ hơn. Không nên vệ sinh tủ lạnh bằng giấy ướt, vì việc đó sẽ làm các vết bẩn lan ra nhiều hơn. Bước 3. Bạn sử dụng giấm trắng để làm sạch bên trong tủ một lần nữa bằng cách cho giấm trắng vào bình xịt, sau đó xịt xung quanh vào bên trong tủ, cửa tủ lạnh. Tiếp theo dùng giấy mềm lau sạch tổng thể tất cả bên trong tủ, kể cả bên ngoài tủ lạnh. Bạn cũng sử dụng giấm trắng để làm sạch tủ lạnh nhé. Vì giấm trắng có nồng độ axit, có tác dụng diệt khuẩn, nấm mốc rất tốt và bay mùi nhanh mà cũng không có độc hại gì. Nên khi bạn thực hiện các bước vệ sinh tủ lạnh đúng cách bằng giấm, sẽ không cần phải vệ sinh lại sau khi làm sạch nhé. Bước 4. Đem các kệ nhựa trong tủ lạnh đã được phơi khô lắp lại vào như cũ. Sau đó xếp thức ăn, các thực phẩm cần được bảo quản trong tủ lạnh. Để tủ lạnh tránh được mùi hôi, bạn nên để một hộp muối đã mở nắp hoặc một nửa quả chanh tươi vào trong tủ lạnh. Việc này sẽ giúp khử mùi tủ lạnh rất hiệu quả, lại thêm hơn nữa. Đây mới là cách vệ sinh tủ lạnh đúng cách bạn nên thực hiện. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Có chết, những người này cũng không được ăn măng tươi. Măng tươi là thực phẩm được nhiều người ưa chuộng, nhưng không phải ai cũng có thể ăn. Theo New Medica, măng tươi chứa rất nhiều protein, chất béo, đường carotin và vitamin B, C.
C và canxi phốt pho, chất xơ. Tuy nhiên, món ăn này không phải thích hợp cho tất cả mọi người. Các nhà khoa học khuyến cáo trẻ em và những người đang mắc một số căn bệnh sau cần cẩn trọng hoặc tránh dùng măng. Sỏi thận. Măng chứa nhiều axit azulic có thể dễ dàng kết hợp với canxi trong cơ thể, tạo thành axit azulic canxi dẫn đến sỏi thận đường tiết niệu. Do vậy, người bị sỏi thận không nên ăn nhiều măng tươi. Viêm loét dạ dày, tá tràng. Măng tươi giàu chất xơ. Theo đông y, loại thực phẩm này có tính hàn, khó tiêu hóa, nên những người mắc bệnh loét dạ dày và tráng tràng, viêm dạ dày, xơ gan, giãn tĩnh mạch thực quản không nên ăn nhiều để tránh làm cho tình trạng bệnh nặng thêm. Mẹo khử độc măng tươi. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng măng tươi, chúng ta có thể áp dụng những cách khử độc sau đây. Cách 1. Bóc hết bẹ lá, vỏ măng, rửa sạch đắt cát, rồi tùy theo từng loại măng độc nhiều hay ít, măng thường hay măng đắng mà có cách xử lý khác nhau. Có thể cắt thành từng lát mỏng hoặc xé nhỏ thành sợi, đem ngâm vào nước sạch qua đêm cho bớt độc rồi rửa lại trước khi chế biến thành các món ăn. Cách 2. Măng tươi hái về bóc vỏ, bỏ vào nồi nước luộc, luộc đi luộc lại khoảng 2-3 lần, sau đó mang ra ngâm nước gạo trong vòng 2 ngày là ăn được. Thay nước gạo thường xuyên, 2 lần trên ngày, hoặc luộc nhiều lần qua nước sôi rồi xả lại bằng nước sạch. Đến khi nào măng mềm, nghĩa là chất đắng cũng đi hết, lúc đó mới đem chế biến món ăn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Điểm mặt 10 thực phẩm nguy hiểm made in China bạn nên tránh xa. Một thực phẩm phổ biến ở nhiều nước là thực phẩm Trung Quốc xuất hiện tràn lan trên thị trường. Tại sao chúng ta phải dùng hàng Trung Quốc trong khi còn nhiều lựa chọn khác? Vấn đề nằm ở giá tiền, thực phẩm Trung Quốc rẻ hơn nhưng bạn phải trả một cái giá đắt khác nếu ăn chúng. Dưới đây là danh sách 10 thực phẩm điển hình chứa những chất độc hại như nhựa, thuốc trừ sâu hay hóa chất gây ung thư xuất xứ từ Trung Quốc mà bạn nên tránh xa. 1. Cá rô phi Trung Quốc. Sự nguy hiểm của loài cá này đến từ nguồn thức ăn của chúng. Ở Trung Quốc, cá rô phi được nuôi bằng hóa chất để kích thích tăng trọng, hoặc nếu được bắt từ tự nhiên thì chúng cũng từ những dòng sông bị ô nhiễm nặng nề. Theo Viện Thủy sản Hoa Kỳ, cá rô phi trong tình trạng này là món ăn dễ gây ung thư hơn cả thịt sông khói. 2. Cá đông lạnh. Tương tự trên, việc nguồn nước bị ô nhiễm và lạm dụng hóa chất trong chăn nuôi khiến cá đông lạnh Trung Quốc trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư và các bệnh mãn tính. 3. Táo Trung Quốc. Từ lâu, Trung Quốc đã được biết đến là đất nước lạm dụng thuốc trừ sâu trong trồng trọt. Tuy nhiên, để tăng sản lượng, nông dân Trung Quốc còn dùng cả những hóa chất bị cấm bởi chính phủ nước này. Tốt nhất, bạn hãy chọn những quả táo được trồng từ những địa phương khác ngoài Trung Quốc. 4. Nấm chế biến sẵn. Giống như táo, nấm cũng là món ăn cần phải tránh xa, vì ngoài thuốc trừ sâu, nấm được bảo quản bằng một loại hóa chất công nghiệp tên là acid citric. Chất này đảm bảo cho nấm luôn tươi ngon trong một năm, nhưng chúng rất độc cho hệ thần kinh, có thể gây dị ứng, thậm chí ung thư. 5. Tỏi Trung Quốc. Để tăng sản lượng và tiết kiệm công sức, nông dân Trung Quốc đã sử dụng phổ biến một chất hóa học là methylbromidine. Khi ăn loại tỏi này sẽ gây ra các triệu chứng ngộ độc methylbromidine như mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt. Liều cao có thể gây tử vong do nhiễm độc thần kinh. Để phân biệt, tỏi Trung Quốc thường ít có mùi đặc trưng của tỏi và có trọng lượng nhẹ hơn tỏi từ những nơi khác. 6. Gà Trung Quốc. Giá gà Trung Quốc cao hơn giá gà ở thị trường Việt Nam khoảng 30%. Tuy nhiên, gà đẻ thải loại có mức giá từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng 1 kg, đang được Trung Quốc tuồn sang nhiều nước trên thế giới dưới mác gà chất lượng cao. Sự lừa dối này đã kéo theo nhiều nguy cơ về an toàn thực phẩm và cúm gia cầm cho người tiêu dùng trên thế giới. 7. Gạo nhựa. Đã có nhiều báo cáo cho rằng, gạo nhập khẩu từ Trung Quốc hiện nay không thực sự là gạo.
Các khảo sát cho rằng nó làm từ nhựa trộn với khoai tây. Khi nấu chín, chúng vẫn cứng. Gạo nhựa được các lái buôn Trung Quốc cung cấp một cách bất hợp pháp trên nhiều nước, trong đó có Việt Nam, giá rất rẻ. Nhưng những nguy cơ đối với hệ tiêu hóa thì nhiều vô kể. Đặc biệt, ăn loại gạo này dễ gây thủng dạ dày, dẫn đến tử vong. 8. Hạt tiêu làm từ bùn. Một thương lái Trung Quốc đã bị bắt tại Mỹ với lý do bán hạt tiêu làm từ bùn. Mặc dù điều này nghe có vẻ khó xảy ra, nhưng nó đã gây ra tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng Mỹ về hạt tiêu xuất xứ từ Trung Quốc. 9. Muối công nghiệp. Muối công nghiệp có gì khác với muối chúng ta vẫn hay ăn? Đó là không có iốt, một khoáng chất quan trọng trong hoạt động thần kinh, thính lực và tuyến giáp. Thiếu iốt có thể gây bướu cổ hoặc ung thư tuyến giáp. Ngoài ra, vì để sản xuất cho các mục đích công nghiệp, nên loại muối này có hàm lượng natri clorua khá cao. Tiêu thụ dài ngày có thể dẫn đến các rối loạn tim mạch như tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. 10. Đậu xanh giả được tìm thấy ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Chúng được tạo ra bằng cách ngâm đậu tuyết hoặc đậu nành với hỗn hợp thuốc nhuộm màu xanh lá và menta pisulfit natri, một chất hóa học dùng trong bảo quản và tẩy rửa công nghiệp. Thuốc nhuộm này đã bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì nó gây ung thư cũng như ức chế hấp thụ canxi của cơ thể. Những hạt đậu xanh này không mềm ra khi đun sôi và nước biến thành một màu xanh bất thường. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.